Còn nếu như cái người đó là em đang để ý, em đang thích luôn, mà bây giờ cổ chủ động có hôn em thì em làm gì? Em ủng hộ. Ủng hộ bằng cách nào? Bạn trai giới thiệu mình đi. Đầu tiên này em xin phép là gửi lời chào đến hai MC, bạn nữ và toàn bộ khán giả đang xem truyền hình. Tôi tên là Nguyễn Đăng Bình, năm nay 22 tuổi. Hiện đang công tác tại trung đoàn 97, trung đoàn 370 quân chủng Hồng Quân. Em đến từ Hải Dương và hiện tại đang sống tại Cần Thơ. Mời bạn gái. Dạ, xin chào chú Nguyễn Linh, cô Cát Tường, chào khán giả và chào bạn nam bên kia. Em tên Phan Thị Thu Ngọc, quê ở Bà Rịa Vũng Tàu, hiện đang làm kế toán, sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay Ngọc bao nhiêu tuổi? Dạ 22. 22. Những điểm mạnh điểm yếu của mình là gì Ngọc? Mọi người hay nhận xét em là vui tính, hòa đồng. Mình có cái yếu điểm gì không? Yếu điểm của em thì hơi nóng tính, tức giận lên là hay quăng đồ lung tung. Hả? Quăng đồ gì? Đụng gì quăng đó. Có hồi nào hao tài gì mấy cái chuyện quăng đó chưa? Đôi khi bể đồ. Bể đồ. Thôi cái đó phải kiềm chế bớt lại nha. Dạ. Lúc cổ nóng đừng tặng cái gì nha. Em giới thiệu mình đi, bệnh ưu điểm khuyết điểm là gì? Ưu điểm là năng động. Chơi được các môn thể thao liên quan đến bóng. Bóng gì? Bóng đá nè. Dạ, cứ liên quan bóng là chơi được. Bóng rổ, bóng đũa. Chơi được. Bóng đũa chơi được luôn. Bóng đũa là môn gì ạ? Là banh đũa đó. Nó không biết mà. Bóng đũa mà cũng chơi được. Là banh đũa đó. Là con gái hay chơi đó. À cái đấy em không chơi được. Vậy mới nói chơi được còn gì nữa. Em biết nấu ăn ạ. Nhược điểm của em là em hơi nhút nhát tí chút một chút ạ. Nhút nhát với con gái hay con trai? Nhút nhát với lại bạn gái. Có tật xấu gì không Bình? Nhút nhát ạ. Tật xấu mà nhút nhát đâu phải đâu. Tật xấu bên kia là đụng bị nóng lên đập cái gì dục cái đó. Có mấy mối tình rồi? Là em chưa. Chưa hả? Ồ, hèn chi nhút nhát là đúng rồi. Bình 22 tuổi, em chưa có mối tình nào. Thích ai chưa mình, hay là mình có để ý, hay mình yêu đơn phương ai chưa Bình? Là hồi cấp 3 thì thích thì quá chị ạ. Yêu thì em chưa. Có nắm tay con gái lần nào chưa? Bạn nữ thì nắm rồi ạ. Mình nắm hay bạn ấy nắm mình? Để bạn cứ nắm. Chứ bạn ấy nắm, nữ nắm. Rồi có hôn chưa? Dạ chưa ạ. Chưa hả? Có nhìn thấy người ta hôn chưa? Nhìn thấy nhiều rồi ạ. Có cảm giác gì không? Tôi, em quay mặt đi chỗ khác ạ. Trời ơi. Hồi đó giờ tôi mới nghe lần đầu tiên một chàng trai mà thấy người ta hôn quay mặt đi chỗ khác. Thí dụ như bây giờ có một cô gái. Cô đi đến, cô nhìn em. Dạ. Xong cô hôn em. Dạ. Thì em tỏ thái độ thế nào? Nếu mà người lạ thì thôi. Người lạ thôi hả? Người lạ thì thôi. Trời ơi. Còn nếu như cái người đó là em đang để ý, em đang thích luôn, mà bây giờ cổ chủ động có hôn em thì em làm gì? Em ủng hộ. Ủng hộ bằng cách nào? Dạ, nói ngại chị ơi. Hồi xưa em có hay chăm sóc các bạn nữ không? Dạ có ạ. Em làm gì cho các bạn nữ? Dạ, em hay chọc cho các bạn ấy giận ạ. Vậy chăm sóc? Nhiều khi thấy bạn nữ học cùng ấy, hay buồn buồn, em chọc cho vui vui tí. Vậy thôi hả? Chọc nhưng vui quá nên là bạn ấy giận. Cái đó mà ông gọi là chăm sóc đó. Em có chơi với bạn trai không? Có. Em có chọc cho bạn trai giận không? Có. Em có nắm tay bạn trai không? Có. Trời ơi. Nắm tay. Không phải này. Bình thường thôi anh ạ. Vâng, không phải ấy. Bình thường hả? Dạ. Em có đàn ông không? Chuẩn. Không, anh hỏi giùm bên kia kìa. Một chút ta kiểm tra thôi. Rồi, được rồi, chút xíu tôi qua kiểm tra. À, Ngọc có mấy mối tình em? Dạ, có một mối tình chính thức 5 năm. Mấy? 5 năm. 5 năm? Còn lý do sao chia tay? Dạ, tại lớn thì thấy chững chạc hơn á, rồi xong rồi thấy mối tình nó không có đi xa hơn được. Dù sao là em cũng có kinh nghiệm hơn bạn bên kia ha. Bạn bên kia chưa có biết gì hết trơn, chưa có hôn bạn gái luôn. Chưa có gì hết, cũng là một trải nghiệm mới cho mình. Trải nghiệm mới à? Em muốn trải nghiệm không? Coi như là em là một trải nghiệm mới cho bên kia đó. Dạ em nghe rồi ạ. Nghe rồi ạ. Em có bao giờ em nằm mơ em thấy em ôm một cô gái nào, em tưởng tượng ra người yêu của mình chưa? Sau khi đăng ký chương trình này thì em đang cố gắng nằm mơ. Đang cố gắng nằm mơ ạ. Em tưởng tượng sau khi đăng ký chương trình thì em nằm mơ cô gái của mình là như thế nào? Không cao không thấp. Không cao không thấp là sao? Cũng vừa vừa đấy ạ. Lỡ như thấp quá thì sao? Dạ thấp quá đi giày vào cho cao bạn ơi. Rồi mà sao mặt mày sao? Dạ mà cũng bình thường đấy ạ. Sao mơ gì đơn giản vậy? Mơ nó phải hoành tráng hơn chứ. Em có mơ em hôn một cô gái lần nào chưa? Đang mơ anh ạ. Thôi bây giờ có em có cái hình mẫu lý tưởng không? Chỉ cần cô ấy bình thường thôi ạ. Còn cái việc phức tạp thì cứ để em lo ạ.
Dễ quá, phức tạp để em lo. Trời dễ thương quá. Sao là phức tạp anh? Nếu như mà em cảm thấy không bình thường được thì nó là phức tạp với em ạ. Bây giờ mẫu người lý tưởng của Ngọc là như thế nào nè? Người biết chăm lo gia đình, quan tâm và chăm sóc bạn gái. Ngoại hình? Dạ, ngoại hình cao mét 6 trở lên, miệng đừng hô. Dạ. Miệng đừng hô? Dạ, mắt cũng đừng hí. Mắt đừng hí? Dạ. Trời đất ơi. Bên đây sao? Không có hô, không có hí, gì nữa? Nếu đẹp trai càng tốt. Đẹp trai càng tốt. Dạ. Bên đây dễ thương. Có cái gì mà em không thích ở người bạn trai không? Dạ, bạn trai đừng hút thuốc. Có hút thuốc không em? Em rất ghét những người hút thuốc ạ. Dạ. Tốt. Hết chưa? Tôi qua kiểm tra nè. Hết rồi chị. Bao lâu thì kết hôn? 3 đến 5 năm nữa. 3 đến 5 năm nữa? Dạ. Mới 22 mà chị. Lâu quá vậy. Chào em. Dạ chào chị ạ. Em định chừng nào kết hôn? Là khi mà bên đàn gái cho phép là kết hôn đấy ạ. Thế mà nhưng mà bên đây cũng muốn từ 3 tới 5 năm nữa là em đợi nổi không? 3 đến 5 năm nữa cho phép thì kết hôn. À, có nghĩa là em sẵn sàng chờ đợi. Dạ. Bạn gái muốn là dù bận công việc nhưng mà em phải luôn luôn quan tâm chăm sóc cho bạn gái, thì em nghĩ là em sẽ quan tâm chăm sóc bằng cái cách nào? Em sẽ cố gắng hoàn thành xong nhất công việc của mình và sẽ xin đơn vị tạo điều kiện này có nhiều thời gian quan tâm chăm sóc bạn hơn ạ. Bao lâu em lên thành phố em thăm bạn ấy được một lần? Em cố gắng sẽ một tuần một lần. Một tuần một lần? Cố gắng. Thì không vậy mấy anh, được luôn hả? Một tuần nghỉ được một lần luôn hả mấy anh? Những cái điểm gì mà em không thích ở một người bạn gái? Sau này mà về nhà đấy thì người vợ là người vợ chứ không phải là người vợ là người chồng rồi, được rồi. Ủa là sao? Người vợ là người vợ, người vợ đừng là người chồng là được rồi. Tức là vợ không bao giờ đòi là chồng rồi được. Vợ không phải là chồng, chồng không phải là vợ. Thôi ý em nói là cứ lên đầu cứ có người chồng đi anh. À, tức là sợ người vợ thành người chồng, tức đè đầu cưỡi cổ người chồng. Dạ. Tức là không, ý em nói là không muốn người vợ giữ quá đúng không? Dạ, chỉ thế thôi ạ. Trời ơi, ông nói cho rõ rõ, ông nói mà đúng đâu có khi người chồng biến thành người vợ chứ. Dạ hết rồi đây ạ. Về ngoại hình, em thích cổ điển hay em thích hiện đại? Em thích mẫu người truyền thống ạ. Truyền thống là sao anh? Truyền thống là tất cả mọi thứ đơn giản bình thường thôi ạ. Ví dụ như cổ là sơn móng tay, nhuộm tóc, cắt tóc, xăm mình rồi gì được không? À, chị ấy nhuộm tóc thì cô là nhuộm lại được, sơn móng tay có thể sơn lại được, nó lại trở bình thường rồi. Có nghĩa là không đồng ý? Dạ đồng ý chứ chị, bởi vì tóc có thể nhuộm lại, móng tay có thể sơn lại. Vậy là xăm mình là thua rồi phải không? Xăm mình có thể tẩy được. Xăm mình sao tẩy? Để em tẩy. Trời ơi, bạn gái em đi với em là nhuộm tóc là không được hả? Nó không phải màu nổi quá được rồi. Thì đỏ đỏ thôi, nhạt nhạt tí là được rồi. Vậy được không? Này đẹp ạ. Đẹp hả? Dạ. Không sao, em cũng còn biết đẹp, đẹp, dạ. Được em, được, được, không đến nổi. Đàn trai dễ thương quá, để anh qua xem đàn gái thế nào nha. Là có gì anh bảo em ạ. Hả, có gì anh lo cho nha. Dạ. Chồng là chồng, vợ là vợ nha. Chào em gái, dễ thương quá. Lấy chồng bộ đội á, là phải hy sinh một phần cái công việc của mình, cũng như là hy sinh rất nhiều cái tình yêu của mình luôn. Em có lo không? Không cần phải nhất thiết là phải ở bên nhau, chỉ cần là có những cái cử chỉ hành động quan tâm là được. Anh này anh hiền lắm á. Ý anh nói nãy là sợ em ăn hiếp anh thôi. Em cũng hay ăn hiếp chồng không? Dạ không. Ủa chưa có lấy chồng mà sao biết không? Nhưng mà hồi đó giờ chưa ăn hiếp ai hết. Cô gái bên đây cũng hiền á em trai. Em thấy hai đứa hợp á nha. Hôm nay em đi với ai Ngọc? Dạ em đi với mẹ với Hiếm Năm với bạn. Dạ chào cô. Dạ chào chị Cát Tường. Dạ. Em chào anh Dùng Quê Linh. Chào cô. Em chào khán giả trong trường quay. Với tôi là mẹ của Thu Ngọc. Ngọc thì cũng biết nấu ăn, cũng vui vẻ, hoạt bát, hòa đồng. Em trai hôm nay thì má thấy cũng được Ngọc. Thì con cũng để đến đây cho tạo cho cơ hội cho con, rồi tự con quyết định. Theo Thiếm thấy thì cháu Nam bên đây thấy, Thiếm thấy cũng được. Thì cũng đẹp trai, dễ thương. Con tìm hiểu nha Thu Ngọc. Thấy hai người cũng xứng. Dạ, vậy là Thiếm ủng hộ hả Thiếm? Dạ. Rồi, cảm ơn Thiếm. Rồi, em muốn bên đàn trai ai? Dạ, đi cùng hôm nay là có chị Ngọc là thủ trưởng của em ạ. Dạ, xin phép chào anh Huyền Linh, chào chị Cát Tường và các khán giả tham dự chương trình Bản Quán Hẹn Hò. Thì xin chúc mừng Bình. Thì chương trình Bản Quán Hẹn Hò đã tìm đến cho em được một cô gái rất là xinh xắn. Những cái tiêu chí, tiêu chuẩn em đề ra thì anh thấy là đáp ứng được. Đồng chí Bình công tác trong quân đội thì là sống theo nề nếp nguyên tắc và kỷ luật thì rất là nghiêm. Anh hứa với em là đơn vị sẽ rất là tạo điều kiện cho Bình và em có nhiều cơ hội để tìm hiểu nhau và để gặp gỡ nhau hơn. Cảm ơn chị Ngọc. Bây giờ thì sẽ mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Mạnh dạn lên nha Bình. Anh yên tâm ạ.
tiến tới luôn. Rồi, mời hai bạn. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, em cũng có món quà nữa. Mong anh là sẽ thích. Anh thích? Dạ. Em thích hoa không? Dạ, thích. À, vậy là anh vui rồi. Dạ. Đứng sát sát chút xíu coi. Để coi cặp này coi. Trời ơi, sao nó hợp quá ta. Phải hợp chứ anh? Hợp. Phải hợp. Về cơ chế hình thể nó cũng ma mụn mỉm giống giống nhau. Lẽ tôi cưới cặp này luôn chứ trời. Hợp dữ vậy đó thiệt á. Nhìn tôi thấy hợp ra nắm tay thử cái cảm giác sao. Xin phép bạn nè, tôi nắm tay bạn luôn. Anh em chứ bạn cái gì ở đây không biết. Mạnh dạn lên. Hả? Nắm tay mà quéo lên luôn vậy nè. Tao nắm nhẹ nhàng, nắm như quéo. Đang tay vô nắm thôi coi. Lần đầu tiên nắm tay con gái hả? Cảm thấy sao? Chia nữa. Thấy rung một mình. Đang run này ạ. Run rồi. Thấy tinh thần nó sao mình? Cảm thấy bắt đầu có động lực ở hình này. Có động lực rồi đúng không? Rồi, bây giờ mình lấy động lực về nói chuyện nha. Dạ. Rồi, về rồi, ghế ngồi chỗ ngồi đi hai bạn. Cảm nhận đầu tiên gặp nhau như thế nào? Nhìn nói về em thì là anh nhìn thấy là đủ rồi. Dạ. Ờ, vui. Anh thấy vui hả? Anh thấy vui, rất dạ. Vui. Dạ. Thì sao em không vui thôi? Dạ không, em vui lắm. Vậy là tốt rồi. Hiện tại là anh đang công tác ở Cần Thơ á. Hồi nãy anh nói là sẽ mỗi tuần lên thăm em một lần. Anh không hứa trước. Dạ. Và nếu mà thuận tiện nhất thì là sẽ một tuần lên thăm em một lần. Nếu dạ. Như em cho phép. À, mà còn anh... nếu sai không thì là cái việc đấy cứ để anh lo. Dạ. Anh có sẵn sàng về quê chơi ở Bà Rịa Tàu anh? Anh rất thích Vũng Tàu. Dạ. Không biết anh có sẵn sàng đưa em về quê em chơi. Nếu có cơ hội anh sẽ đưa em về. Nhiều dạ. Lần khác. Dạ. Em có câu hỏi nào ngoài anh nữa không? Dạ. Em có câu hỏi nào ngoài anh nữa không? Anh bên không quân á, là thường thường là anh có lái máy bay trực thăng. Anh thì không lái được máy bay trực thăng. Anh là bên kỹ thuật. Lái máy bay khác à? Tại em không lái máy bay ạ. Em làm bên kỹ thuật bảo đảm công tác kỹ thuật cho máy bay ạ. Sửa máy bay đúng không? Chăm sóc máy bay đúng không? Dạ vâng ạ. Mà đi ké máy bay được không? Em ạ. À. Là... tùy theo tình hình nhiệm vụ của đơn vị thì em có thể đi máy bay hoặc không đi máy bay ạ. Nhưng máy bay có khi nào bay từ Cần Thơ xuống Vũng Tàu không? Hôm trước có nhiệm vụ bay ra biển ấy thì có bay qua Vũng Tàu ạ. Bay qua thôi, bay qua nhảy dù xuống. Bay qua nhảy dù xuống. Bay qua thôi, nhảy dù xuống. Không biết anh có gì muốn hỏi em. Anh chỉ hỏi em nay em có vui không thôi là hết rồi. Còn lại thì là để anh lo. Ờ vậy chứ anh thấy mặt em có vui không anh? Nếu mà em vui thì là tốt rồi. Em cũng phải hỏi nguyện vọng cổ giờ cô thích gì, cô thích hẹn hò như thế nào. Qua cơ hội xuống chỗ em chơi thì em muốn đi chơi ở đâu? Em thích đi tắm biển á. À, em biết bơi không? Không. Để anh dạy em bơi. À, hay quá. Em cũng muốn tập bơi á mà không có người, chưa có cơ tâm, hội. Anh sẽ tập cho em bơi được. Dạ. Anh thì tất cả mọi thứ đều nó bình thường thôi. Hôn nhân thì gia đình thì vẫn là vợ thôi. Ý anh nói luôn là đừng có ăn hiếp anh là được rồi, đừng bắt nạt anh là được rồi. Ý em nói tức là em là chồng là em về chứ làm gì tất cả những việc thuộc về chồng thôi đúng không? Em có thể nấu ăn. Cái đó là chuyện của vợ đó. Dạ, em có thể phụ vợ nấu ăn. Còn công việc nhà hay sao anh? Công việc nhà thì ai rảnh người làm. Còn nếu mà hai người cùng rảnh thì hai người cùng làm. Nhưng mà anh công tác không mình biết khi nào anh rảnh nè. Vậy là những khi mà anh định được về nhà là anh làm hết mọi việc. Anh làm được. Dạ. Mình tiến đến xa hơn á là anh tính là anh sẽ định cư ở Cần Thơ luôn hay sao? Thì anh sẽ đưa em về Cần Thơ sống. Thì như về Vũng Tàu đúng không? Còn tàu thì anh thì làm sẽ vất vả hơn một chút. Bây giờ em nói gì để cho cô ấy đồng ý bấm nút hẹn hò với em nè? Anh rất là vui, muốn có thêm nhiều cơ hội để nói chuyện tìm hiểu em thêm. Dạ, em đến đây cũng là cho em cũng như là cho anh một cái cơ hội, mong rằng là mình sẽ tiến xa hơn. Đặt tay vào nút bấm đi em. Hãy bấm vì tình yêu, suy nghĩ cho kỹ. Bấm nút chúng ta phải yêu thương nhau. Suy nghĩ thật kỹ nhé và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Chúc mừng. Nắm tay nhau đi hai bạn. Nắm chặt. Bây giờ là chính thức nắm tay nhau, hẹn hò với nhau rồi đó. Bây giờ xin mẹ trước đi, xin bác trước đi. Tên gì nhớ không? Em Ngọc. À, em Ngọc. Em Ngọc. Còn Ngọc nhớ tên gì không? Tên Bình. À đúng rồi, Ngọc Bình cũng đẹp á hả? Nắm tay. Báo cáo thủ trưởng đơn vị, xin phép bác là hôm nay có chương trình tạo được điều kiện để cháu có thể
tìm thấy bạn Ngọc, thì cháu xin phép bác và đơn vị tạo kiện cho cháu bạn Ngọc hẹn hò. Hết. Xin bác cho con hôn cái nụ hôn đầu đời của con trên má em Ngọc. Lúc nào riêng? Không có riêng, có thủ trưởng, có ba mẹ ủng hộ. Nói đi. Rồi, bây giờ nói nè. Nói đi. Cháu xin phép bác là cháu xin phép là được đúng không? Thơm má bạn em Ngọc. Được không bác? Đó, đồng chí thiếu úy. Rõ. Bình. Rõ. Rõ. Từ từ, từ. Gì vậy? Gì thổi lỗ tai hả trời? Em bị cướp cò anh ạ. Không có cướp cò nè, để cái tay ra cho mọi người chứng kiến nè. Để vô từ từ ha. Làm nhiệm vụ của mình đi thiếu quý Bình. Có. À, không bị đâu hết. Rồi ông sốc nữa rồi. Ông Quyền lên ông sốc. Còn hỏi đây. Có người hỏi thôi, còn nó không hỏi. Đi nước ngoài rồi mà vẫn tư tưởng thích đồ hói là sao? Người ta không thích thì người ta không tôi thích. Tôi nghe tôi bực mình. Ừ, người ta không tư tưởng tiến bộ là không có hói hiếc gì đây chứ. Hồng Vân và Quỳnh Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta đang đến với Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được dựa theo format của kênh truyền hình Kansai TV Nhật Bản. Chương trình với sự tài trợ chính của nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Mời bạn trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh, em chào chị Hồng Vân và em chào bạn nữ bên kia. Và em chào tất cả quý vị có mặt trong buổi tối hôm nay. Em tên là Nguyễn Mạnh Phước, năm nay em 28 tuổi. Em sinh sống tại Đắk Lắk và hiện tại đang làm việc tại Bình Dương. Em làm kỹ thuật viên của công ty thiết bị y tế và cáp quang. Rồi, mời em giới thiệu đi. Dạ, con chào cô Hồng Vân, chào bạn nam bên kia và chú Quyền Linh. Con tên là Nguyễn Thị Hoa, năm nay con 26 tuổi. Sinh ra và lớn lên tại Củ Chi, Hồ Chí Minh. Củ Chi hả? Con ở Củ Chi hả? Dạ, ở Củ Chi ạ. Con làm nghề gì? Dạ, con làm giáo viên tiếng Nhật. À, giáo viên tiếng Nhật hả? Dạ. Là dạy ở Củ Chi luôn? Dạ, hiện tại là con dạy ở nhà. Vậy là hợp lý rồi, Củ Chi với Bình Dương sát bên. À, vậy đó hả? Ừ. Chi, Bình Dương sát bên luôn anh. Qua cầu Phú Cường là tới Củ Chi, ý quên tới Bình Dương. Thôi, như vậy là hợp lý ha. Dạ. Em trai, hãy nói cho đàn gái biết những ưu điểm và khuyết điểm của mình. Dạ, cái ưu điểm của em là em rất là sạch sẽ, gọn gàng. Em nấu ăn ngon, với lại em không hút thuốc và em không biết nhậu. Uống cỡ tầm một ly là cái mặt tái luôn anh. Say. Nấu ăn ngon tốt ha. Dạ, em nấu ăn ngon anh. Được rồi. Rồi, còn bên đây, bạn bên đây nè. Điểm yếu, dạ, điểm mạnh. Ưu điểm con là biết lắng nghe với nhường nhịn, chịu. Nói chung là chịu đựng để qua tất cả. Biết chịu đựng đúng không? Dạ. Còn khuyết điểm là những gì mà mình bực, mình bị kiểu như là mình ấm ức trong lòng thì không có nói ra ra hết. Với lại là đi đường hay bị buồn ngủ. Đi đường hay bị buồn ngủ? Dạ, chạy xe hay bị buồn ngủ. Cái tật đó là phải bỏ. Dạ. Và cái tật mà ấm ức mà chấp nhận mà chịu đắng nuốt cay cũng bỏ luôn. Mình không lý do gì mình phải ấm ức như vậy. Mình phải nói ra, mở lòng ra. Dạ. Con có mấy mối tình rồi? Dạ, con có 2 mối tình. Mối tình đầu tiên là năm con học lớp 12. Còn lớp 12 thôi bỏ đi. Rồi, cái mối tình mối tình tiếp theo. Cuối cùng là lúc con mới vừa về nước. Con vừa về nước hả? Dạ. Con nghĩ là con đi học ở đâu? Dạ, con đi xuất khẩu lao động ở bên Nhật Bản. À, rồi. Con về nước là quen với anh đó là cũng như là mối nhà, buôn bán với nhà. Nhưng mà cái nhất là không hợp, với lại bị áp lực từ gia đình. Nên con đã chia tay. Cái đó con quen được mấy năm? Lúc đó là mới được có 3-4 tháng à. Dạ. Nay lâu mau rồi? Chứng được 1 năm, hơn 1 năm rồi. Rồi đàn trai. Dạ. Mình có mấy mối tình rồi? Dạ, em có 3 mối tình anh. 3 mối hả? Dạ. Mối ngắn nhất là? Dạ, mối ngắn nhất là 5-6 tháng cái thời sinh viên anh. Còn rồi. Mối dài nhất là cái mối tình cuối cùng. Em lúc đó em cũng còn trẻ lắm, mình muốn bay nhảy, mình muốn tìm tới một cái con đường khác hơn. Muốn đi nước ngoài thì em cũng có đi xuất khẩu lao động sang Nhật. Đi ủa vậy hả? Dạ. Ủa, hai bạn cùng đi bên Nhật về? Dạ, em cũng có đi, nhưng mà lúc đó em đi có 1 năm thôi anh. Là cái mối tình đó là lúc em học tiếng Nhật năm 2016 đó, em quen bạn gái đó. Khi học xong rồi em đi qua em đó thì hai người khoảng cách xa xôi á. Xong cũng ít có liên lạc, kiểu sao mà cách lòng á, tình cảm nó cũng nhạt nhòa, rồi hai người nó cũng không có chung quan điểm á. Tụi em đã quyết định chia tay. Em chia tay cũng được 1 năm rồi. Ủa, hai bạn này đồng điệu ghê luôn á. Đúng đi cùng đó. Đi xuất khẩu bên Nhật nè, rồi cùng chia tay ở không 1 năm nè. Bây giờ hai bạn thử hỏi nhau về bên Nhật vài câu tiếng Nhật đi. Đúng rồi. Hajimemashite. Hai. Nansai desu ka?
私は今年26歳です。趣味は何ですか？読書です。そうですか。今どこに住んでいますか？福井から来ました。週末は時間あったら一緒にデートですね。はい。はい、ありがとうございます。mình nghe mình không hiểu gì, mình cảm thấy mình khó chịu với sợ luôn á. Thật sự là anh nhiều khi á, nó nói hai đứa nó nói à, anh có hiểu không anh? Linh thấy ghét quá rồi, bên kia nó bà Hồng Vân bảo sao sao đó là chết, không có được, không có được. Ông Linh hiểu đó Vân. Hiểu cái gì? Linh hiểu hết luôn á. Hiểu gì dịch tôi nghe coi. Để chút gì nào nó dựng lại dịch sao. Em gái ơi, em có biết bài Chưa Ba Sao không? Em biết đó mà em muốn phụ nó. Rồi hai người cùng hát bài đó thử xem nào. Vậy anh hát cho em một khúc cho em nghe nha. Rồi, dạ, cảm ơn hai người cùng hát lớn lên luôn nha. 2, 3. 今私の願いことが叶い翼長さが欲しい。この空に翼を広げどんで行きたいよ。Bài hát đó là giống như là nói về những loài chim ngoài thiên nhiên, như chắp cánh bay xa, những ước mơ vậy anh. Rồi, coi như một cái ước mơ đã bay xa ha. Nói về chim với lại là bay xa rồi thôi. Dạ, dạ. Dạ, chào chú Quỳnh Linh. Làm như là ở Nhật lâu chắc cũng giống người Nhật ghê luôn á. Y chang luôn rồi đó. Trời ơi, giống Nhật quá trời rất luôn rồi đó. Bạn này giống mấy con búp bê Nhật á. Dễ thương. Bây giờ ông muốn tìm một người yêu như thế nào? Dạ, không hút thuốc. Không bị đầu hói. Rồi, ông sốc nữa rồi. Ông Quyền lên, ông sốc. Em không có hói đó anh. Có người hói thôi, còn nó không hói. Đi nước ngoài rồi mà vẫn tư tưởng không thích đầu hói là sao? Người ta không thích thì người ta không thích. Nghe tôi bực mình. Ừ, người ta không thích. Tư tưởng tiến bộ là không có hói hiếc gì đây chứ á. Dạ, dạ vậy. Ừ, cưng. Dạ. Cưng muốn cái người bạn gái của mình sao nè? Dạ, em muốn người gái của em nhỏ nhỏ, xinh xinh. Em muốn một cái người phụ nữ hiện đại hay là truyền thống? Em muốn một người phụ nữ truyền thống, nhưng mà khi đi chơi rồi thì có thể phá cách rồi cho nó xịt tim lên. Vừa phụ hiền truyền thống vừa hiện đại ha. Dạ, dạ. Em không thích phụ nữ điều gì? Em không thích phụ nữ là hay bừa bộn. Vậy vậy. Nãy giờ hát tiếng Nhật với nhau rồi nói về cái điểm mạnh điểm yếu, em thấy cái bạn này là bao nhiêu phần trăm phù hợp với cái suy nghĩ của em? Dạ, em thấy thường thường thì hai người quen nhau thì nếu mà cùng chung cái cách nghĩ, cùng chung cái quan điểm thì nó dễ cái bắt đồng. Ví dụ như bạn nữ bạn kêu là bạn hay là có cái gì hay để trong lòng hay giấu, còn nói ra. Còn cái tính của em là em là cũng văn quản, là em thật thà. Nói chung cái gì mà trong cuộc sống gia đình hay trong hôn nhân hay là bất cứ một việc gì thì em cũng là người chủ động chia sẻ trước. Em sẽ hỏi, em sẽ quan tâm, em sẽ hỏi là đến khi nào mà người vợ của em hay là bạn gái và em nói ra được những cái sai, những cái lỗi lầm đó, rồi hai người sẽ cùng nhau bàn cách để khắc phục và cố gắng để vun đắp hơn nữa, chứ không được im lặng. Nếu mà cuộc sống gia đình mà chỉ có im lặng xong thì chắc chắn nó sẽ rất là dễ đổ vỡ đó. Thấy chưa? Dạ. Thế tôi nói từ đầu em thấy rất là hợp với em vậy. Không có phải im lặng, cái nói gì mình phải chứ, nói ra. Bên đàn gái đó rất là dễ thương, gọn chắc ha, rất là dễ thương, mặt xinh. Nãy mà chị Hồng Vân nói là giống búp bê đó. Búp bê Nhật Bản. Thấy mấy bạn gái Nhật Bản toàn đánh má hồng không? Bây giờ nè, em ngồi dưới đây đi. Em nhìn 4-5 người hàng ghế đầu. Em coi ai là người bà con với cô gái ngồi kế bên. Không, em chứ mấy bà con, em luôn. Thì nói gì luôn, đây là bạn nữ mặc áo jean. Áo jean đó hả? Dạ, áo jean à. Rồi, vậy đoán sai rồi. Sai quá, sai à, sai. Là bạn áo jean sai thì bạn áo... vàng. Đúng rồi, cái mặt y chang cái bé mà của Nhật Bổn á, là đó đó. Dạ, mặt dễ thương mà có sao. Dễ thương lắm, trời nhìn ơi. Như con búp bê vậy đó. Hôm nay là đi với... Dạ, đi với mẹ, chị và em gái. Rồi, mẹ ơi, mẹ cho ý kiến đi mẹ. Dạ, con chào cô. Chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Vân. Dạ. Dạ, chào hết bà con có mặt trong trường quay hôm nay. Mình là mẹ của bé Hoa. Nói chung là thấy cháu trai bên này thì cũng được. Thì giờ đến đây cũng một cái duyên của hai cháu, của hai con. Thì cho hai con cứ cho một cơ hội đi, để mà tìm hiểu. Nếu được thì mình hãy tiến xa hơn. Dạ. Xin hết. Dạ, em gái. Em gái đúng không? Em là em hả? Em là em gái. Em gái hả? Dạ. Em gái là... Như tuổi. Em gái như tuổi rồi.
Dạ em bằng tuổi chị. Ủa sao vậy? Dạ em sinh đôi. Xanh hả? Hèn gì mà giống quá trời quá đất. Ý nói nghe nè, ví dụ mà quen á rồi có nào bị lộn không trời? Dạ không. Khác nhau vậy, vấn đề gì nói trước nghe coi. Dạ khuôn mặt nó khác nhau chứ Quân Linh. Chút xíu à, khác chút xíu à, đúng không? À, dễ nhầm lắm. Dạ em ra riêng rồi, em lấy chồng rồi. À vậy hả? Mà, cảm ơn gia đình. Còn đàn trai đi với ai? Dạ em đi với ba mẹ với lại cô, với lại em gái với lại anh với chị. Rồi. Mời ba mẹ cho ý kiến ạ. Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Chào quý vị khán giả trường quay. Và cô chào con. Dạ con chào cô. Cô thấy con cũng xinh, cũng dạ, hiền lành cô. Thì hai đứa mà có duyên với nhau thì hãy cho nhau một cơ hội. Dạ. Nói chung là hai gia đình hôm nay là đã chứng kiến cuộc nói chuyện này rồi. Bây giờ lại cho hai trẻ gặp mặt đi, rồi hai trẻ cảm nhận thế nào. Đó, nha. Đúng rồi. Mở rào. Chào em. Chào anh ạ. Thành công quà tặng cho em. Em cảm ơn anh ạ. Mở ra nha. Dạ. Đó, coi là gì nè. Dạ chiếc gối cái đồng hồ. Chiếc gối với cái đồng hồ anh muốn gửi tặng cho em, mang một thông điệp là chiếc gối thì làm bằng đinh lăng. Trong cái đinh lăng thì giúp buổi tối em ngủ sau những ngày mà dạy học mệt mỏi á, thì dạ, em sẽ có giấc ngủ sâu hơn. Rồi sáng ngày sẽ tỉnh giấc dậy mà em đừng quên hạn giờ đồng hồ. Thì mỗi sáng thức giấc dậy tiếng đồng hồ reo em sẽ nhớ đến anh. Đó là cái thông điệp mình gửi đến em. Dạ cảm ơn anh ạ. Em cũng muốn gửi tặng anh ạ. Tôi về tôi mua cái gối đinh lăng tôi nằm. Đây là cây phát tài nhà em trồng. À. Cây phát tài bước sen này là ba em dầm mưa đi hái. À, nên có ý nghĩa là chúc anh gần ngày phát tài phát lộc hơn. Ừ, cảm ơn. Em đang ở Củ Chi, anh thì chưa có dịp đi qua Củ Chi chơi lần nào hết. Anh hy vọng sau chương trình này rủ anh đi tới Củ Chi chơi, cho biết Củ Chi. Dạ. Anh thấy em rất là dễ thương. Dạ, em cảm ơn. Em thấy anh sao? Em không biết nói sao. Cảm nhận của mình khi mà mình gặp anh lần đầu tiên như thế nào? Thầy coi đẹp nè. Đó, có nói là nói tiếng Nhật. Bây giờ xấu hả? Tại sao em cái từ đó anh cũng quên mất rồi. Anh cảm ơn đại với em quên từ đó. Nhìn anh rất là men. À men, cảm ơn. Anh muốn hiểu em là cái quan điểm về tình yêu của em là như thế nào. Dạ tin tưởng lẫn nhau anh. Nếu mà mình tiến đến hôn nhân á, thì em nghĩ là thời gian bao lâu là mình có thể đi đến cái hôn? Cái này em tùy thuộc vào cái tính cách mình có phù hợp hay không. À. Nếu như em cảm thấy là phù hợp thì mình sẽ tiến đến hôn nhân nhanh. Còn mà không phù hợp thì có thể sẽ kéo dài hơn. Đây là em nghĩ là tùy duyên thôi. À, mình đến đây thì như cũng là một cái duyên. Đâu phải dễ gì mà mình gặp nhau ở trên một chương trình như thế này. Anh mong là em cho anh một cơ hội để cùng em tiến đến hôn nhân. Dạ, và anh sẽ tặng cho em một bài hát nữa. Bài hát tiếng Việt, vậy là bài hát tiếng Việt. Dạ. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối, buồn vui gian khó, đã có anh ở đây sớt chia. Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì, và giờ hãy hứa trọn đời yêu anh nhé em. Trời ơi, nói thiệt nha, tôi hài lòng về cái bên nhà trai này quá luôn à. Con gái á, là con phải chải tóc cao cao lên chút xíu. Con nói chuyện con hay ngẩng lên chút xíu để cái mặt nó sáng lên. Ha? Dạ. Tối rồi nó sẽ bị u buồn. Đúng rồi, u buồn đó. Mặt con xinh chứ không phải là gì đâu, đừng có ngại nha. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta để tay nút bấm. Bắt đầu suy nghĩ để xem cô gái đó có hợp với mình hay không, để xem chàng trai đó có phải là một nửa yêu thương của mình hay không, và kiểm tra lại xem đúng như trái tim mình mách bảo thì mình bấm nút. Còn nếu không, chúng ta không cần bấm nút. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Được rồi đó. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu nha. Chúng ta sẽ cùng đi đến cuối con đường. Một bài hát rất hay và ngày hôm nay bạn, các bạn cũng như thế đấy. Hãy nói gì với người lớn đi nào. À, con xin
gửi lời cảm ơn đến ba mẹ, cô và em gái và anh chị người kia đã đến đây cổ vũ cho con. Và con xin cảm ơn cô đã đến đây để tham dự buổi ngày hôm nay. Và con xin phép cô cho tụi con bắt đầu hẹn hò và tìm hiểu nhau ạ. Và con hứa sẽ tụi con sẽ tìm hiểu và sẽ tiến đến hôn nhân và sẽ luôn quan tâm và ở bên cạnh em, chăm sóc em trong thời gian sắp tới ạ. Nói với mẹ. Dạ con chào cô ạ. Con cảm ơn cô đã đến với chương trình ngày hôm nay ạ. Nếu mà có cơ hội để làm con dâu của cô thì con sẽ cố gắng hết sức để có thể làm một cô nàng dâu tốt ạ. Như vậy là được rồi đó. Giờ xin phép mẹ đi cho hôn vô má. Nụ hôn đầu tiên. Dạ con xin phép cô cho hôn bé ạ. Hôn bé. Rồi ưu tiên ha, mời em gái giới thiệu trước. Dạ em tên là Nguyễn Việt Hà, em năm nay 24 tuổi, hiện tại đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ ba mẹ em thì ở Vũng Tàu. Hà đang làm công việc gì? Dạ em đang làm nhân viên văn phòng, điện thoại viên của nhà mạng Vietnam Mobile. Hiện em đang làm ở quận mấy? Dạ em làm ở Tân Bình. Tân Bình. À tôi lên đang hơi căng thẳng chút xíu ha. À 24 tuổi ha, nhân viên là điện thoại. Dạ. Rồi mời bạn trai. Lời đầu xin phép xin chào tới anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng toàn thể quý khán giả. Thì em tên là Trần Văn Mỹ, hiện tại năm nay em 24 tuổi và em đang công tác tại Trung đoàn 97, Sư đoàn 370 của Quân chủng Phòng không Quân. Nghề nghiệp chính hiện tại của anh đang làm công tác trong đơn vị là làm cơ giới trên không. Cơ giới trên không là sao em? Dạ là một người nắm về kỹ thuật của máy bay trên ở khu ở trên không ạ. À tức là em ở trển không á đúng không? Dạ. Không có lo gì đâu đúng không? Hà ưu điểm khuyết điểm của em là gì hả? Dạ em có vài cái vừa ưu điểm vừa khuyết điểm không chị? Dạ em nói nhiều, em nhây, em lầy. Cái mức độ như thế nào? Dạ ví dụ có một vấn đề đi. Ví dụ như chị hỏi quả trứng hay có trước hay con gà có trước là em nói cho chị đến sáng luôn vẫn chưa biết là con gà có trước hay quả trứng có trước. Dạ thấy là hơi rối rồi đó. Dạ đúng rồi. Còn em biết quan tâm người khác, em rất là ga lăng với mấy bạn nữ xinh đẹp. Rồi thích gái đẹp là được rồi chị. Thích gái hay thích trai? Dạ thích trai. Thích trai xong ga lăng với trai. Trai phải ga lăng với mình với chị. À. Dạ em còn biết rap nữa. Rap. Dạ. Thì hôm nay em đến chương trình em sẽ tặng anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường và anh cha bên kia và cũng như tặng thầy các bạn bài Ngày Anh Nhớ Em. Vì chuyện này biết bao nhiêu thứ để tìm vui. Em gặp anh là điều duy nhất mà em cảm thấy là niềm vui. Em là một con nhỏ bỏ cả thế giới để yêu anh. Anh không tin thì cứ ôm em để biết tình cảm bao nhiêu xem. Em không yêu bằng lời nói, em yêu bằng thời gian. Vì chỉ thời gian cho ta biết được đó mới là hạnh phúc trời ban. Em nhớ anh nhiều lắm, muốn anh về với em. Nơi Sài Gòn này quá chật chội, nó làm cuộc sống em lấm lem. Những lời nói vô bài tình cảm, anh đừng nghĩ em cắt cớ. Em có thể đánh phần trái tim bằng từ nhờ ơi nhớ sắc nhớ. Nè em ghét ông trời cho anh và em gặp gỡ, sau đó bắt hai tay xa nhau như hai. Em quên lời chị. Tâm đàn hát một bài nào đó để đáp lại cái rap bên kia đi. Ồ, có đàn nữa hả? Mình thì mình không độc đáp được hay như bạn đâu. Mình chỉ dạ. có thể hát được những cái bài nó đơn giản thôi. Rồi hy vọng là bạn sẽ thích bài hát này. Dạ, có người tặng là thích rồi anh. Bài suy nghĩ trong anh nhá. Những suy nghĩ trong anh giờ đây chia làm hai. Một nửa trong anh từng nghĩ chúng ta sẽ bên nhau trọn đời. Nhưng nếu lỡ một ngày em nói lời chia tay, anh sẽ thế nào đây, anh sống thế nào đây. Hãy để cho anh được yêu, yêu em trong từng suy nghĩ. Dù là thương thương thôi, nhưng anh cũng thấy vui rồi. Đừng nói chi em ơi, tình yêu không cần nói. Chỉ cần cảm nhận thôi, anh nghĩ cũng đủ rồi. Nhiều khi anh từng mơ, ngồi một mình cười ngân ngơ. Chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đầy che thơ. Có khó không em ơi, nếu giấc mơ này xa xôi thì anh xin được giữ giấc mơ đó ở trong suy nghĩ anh mà thôi. Em rụng tim rồi chị. Em rụng tim rồi chị. Rụng tim rồi ha. Rụng tim rồi đó. Treo tim lên lại đi em, khoan rụng đã. Bây giờ Mỹ nói về ưu điểm khuyết điểm của mình đi.
Dạ, về ưu điểm của em thì em là một người rất nhiệt tình cho công việc và vui vẻ, hòa đồng. Và có cái tính cách là mình rất là, để mà mình thích là mình làm. Thích thì làm, có những cái khuyết điểm gì không? Về khuyết điểm của em thì em cũng rất là dễ nóng tính. Vì ức chế quá thì mới bộc phát ra thôi. Chứ còn bình thường thì em cũng không bộc phát được nữa đâu. Em gái em trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ, em chính thức thì 2 anh ạ. Tại sao chia tay? Dạ, bạn nam đầu tiên thì lớn tuổi rồi nhưng mà lại tính con nít quá chị. Còn bạn thứ hai thì lăng nhăng. Đã quen được bao lâu? Dạ, quen bạn thứ hai thì quen được hơn 2 năm. Hơn 2 năm? Dạ. Lớn hay nhỏ? Dạ, nhỏ hơn em. Nhỏ hơn em? Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, thì trước đây cả trải qua thì chính thức được một mối tình. Một mối tình? Bao nhiêu năm? Dạ, được 4 năm. Tại dạ. Sao phải chia tay? Dạ, có thể là em đã chưa thể được quan tâm được cô ấy nhiều hơn. Đúng vậy. Vậy thì qua 3 mối tình của hai bên ta rút kinh nghiệm được ra. Mối tình sắp tới chúng ta sẽ đừng vướng vào cái lăng nhăng nè, con nít nè, vô tâm nè, phải quan tâm người yêu mình hơn nè ha. Dạ. Bạn gái, bạn thích mẫu người lý tưởng như thế nào? Dạ, em cũng đơn giản lắm anh. Cao 1m7 trở lên. Trời ơi, đơn giản quá. Dạ, đơn giản chị, em cũng cao mà chị. Rồi. Dạ. Không phong kiến, không cục tính, không ghen tầm bậy tầm bạ. Về ngoại hình, mắt, mũi, miệng, có cái mẫu người lý tưởng của mình như thế nào không? Dạ, mẫu người lý tưởng của em trai hàng không chị? Còn để mà lấy làm chồng á chị thì chỉ cần ưa nhìn là được, đẹp quá chồng người ta chị ơi. Chỉ cần 1m7 thôi, 6'6 cũng được. Mét mấy Mỹ? Dạ, may 1m7 em. Cũng được. Còn em thích cô gái như thế nào? Từ tới chân của em thì em thích một cô gái dễ thương mà vui vẻ, hòa đồng. Ngoại hình sao em, ngoại hình? Về ngoại hình thì cũng dáng cao khoảng 1m6. Anh ơi, tròn tròn được không anh? Hả? Mập mập tròn tròn được không anh? Chứ em mập lắm á, em gần 60kg lần á. Thì mập mập thì cô ôm thì cũng thấy cũng được. Đúng. Tiêu chuẩn gì nữa không? Tiêu chuẩn của em thì cô gái mình ấy nhất là bao vòng phải 90 nhỉ? 90 đều hết đúng không? Dạ không đâu. Chứ sao? 90, 70, 90. 90, 70, 90. Cao 1m6. Chắc qua hậu luôn rồi. Qua qua tôi kiểm tra coi 90 thế nào nha. Dạ. Ô trời ơi. Anh ơi, em bị dư vòng 2 rồi anh. Không sao. Tất cả mọi thứ bây giờ không quan trọng nữa. Xin thông báo đàn trai, đàn gái rất là xinh. Em gái. Dạ. Em có nghĩ rằng lúc nào đó em sẽ yêu một quân nhân, một sĩ quan chuyên nghiệp ở quân đội nhân dân Việt Nam không? Dạ, em cũng không nghĩ tới. Mình có như là tin vào cái duyên đi anh. Tại vì anh hai em cũng là hải quân. Ồ, dạ. Wow, hay quá. Dạ. Còn ba em có làm gì trong... Dạ, ba em cũng là hải quân về hưu. Hải quân về hưu luôn. Dạ, đúng rồi. Hải quân kết hợp với không quân là dữ rồi nha. Trên không và trên biển luôn. Anh thấy bên đây cũng là một chàng gọi là quân nhân dễ thương ha. Còn chúc em sẽ kiểm tra mọi thứ. Dạ. Đàn gái, ok. Rồi bây giờ thí dụ như bây giờ anh đi trực đêm hoài đó. Thí dụ đột xuất anh đi trực vậy rồi em có ghen không? Đi trực mà ghen gì chị, vô bộ đội tại con trai không ghen gì chị ơi. Nhớ dạ, nha, nhớ dạ. Nha. Em toàn ghen gọi là em ghen vui không chị? Ví dụ lâu lâu lục điện thoại ra thấy tin nhắn. Anh nha, anh nhắn con này khi nào? Trời ơi, kiểm tra điện thoại người ta luôn hả? Dạ, ý là mình vui, mình lướt vui thôi chị. Vui thôi. Vui có ý đồ dạ, phải không? Dạ, ghen vui thôi. Rồi bây giờ là cái điều gì mà cái điều em không thích nhất ở người bạn gái? Điều em không thích nhất chính là sự giả dối. Lấy nhau về thì em định sẽ, vợ chồng sẽ sống ở đâu? Dạ, vì cũng đặc thù công việc của mình, hai trực trò cũng hay ở đơn vị nhiều á, thì em cũng có thể hy vọng vợ chồng á có thể ở cùng với nhau ở dưới Cần Thơ. Ở Cần Thơ? Dạ. Là hiện tại em đang công tác ở Cần Thơ? Dạ vâng, em đang công tác ở Cần Thơ. Nếu tình yêu đủ lớn là mình vẫn đi theo chồng được đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Cho dù em ở xa cách mấy thì anh Mỹ vẫn tới được, bởi vì ảnh là phi công lái máy bay. À, bây giờ thì mình sẽ hỏi ý kiến người thân xem sao. À, Hà đi với ai Hà? Dạ em nay em đi với mẹ với một người anh. Xin chào MC Quyền Linh. Thì xin chào MC Cát Tường. Xin chào khán giả trong trường quay. Xin chào cháu trai ở trên sân khấu. Cô thấy đây có thể làm con rể tương lai của cô được không? Thì cháu cũng chừng chạc. Nói chung là người nhà nước cho nên mình cũng không xem những cái lý lịch đằng sau nữa. Vì bản thân cô cũng lấy bộ đội và con trai cô cũng là bộ đội. Còn cái duyên thì cảm ơn chương trình đã dẫn hai cháu đến đây. Còn lại cái duyên đằng sau nữa, cái nợ thì tùy của hai cháu. Nhưng mà mẹ thấy được phần sau là tùy con. Dạ, yeah, rồi cảm ơn chương trình. Rồi, em đi với ai vậy Mỹ? Dạ, em thì đi cùng với chị gái em.
chị gái dạ. Và các đồng đội của em đúng không? Dạ. Bây giờ mời chị gái có ý kiến trước đi. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Chào khán giả trường quay. Nói chung là thấy em gái đây cũng xinh xắn, năng động. Hai em cho nhau một cơ hội để còn đến với nhau. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn chị. Mời thủ trưởng của... Dạ. Thủ trưởng của em Mỹ đi. Lời đầu tiên thì xin phép được gửi lời chào đến hai MC Duyên Dáng. Dạ, xin dạ. Gửi lời chào đến khán giả trong trường quay cũng như khán giả đang xem truyền hình. Thì Mỹ ơi, anh ngồi ở dưới này thì anh có cảm nhận là cô Hà tài sắc chắc vẹn toàn. Thế còn Hà, anh cũng chia sẻ với em thêm về chỗ bạn Mỹ này. Thì Mỹ là một người rất là về phẩm chất đạo đức thì tốt, chuyên môn giỏi và có nhiều năng khiếu thể thao và văn nghệ. Trước khi em có cái sự lựa chọn của mình thì anh cũng có chia sẻ là người ta hay nói là cầm vàng còn sợ vàng rơi, lấy chồng bộ đội suốt đời ấm no. Nếu mà hai em mà thuộc về nhau á, thì anh tin chắc rằng đây sẽ là một cặp đôi hoàn hảo. Thủ trưởng nói hay quá. Bây giờ là để cho hai bạn sẽ trực tiếp chia sẻ với nhau ha. Gia đình, thủ trưởng, người thân đều ủng hộ hết rồi. Mở rau. Rồi, xin mời hai bạn. Rồi, anh tặng em đúng không ạ? Dạ, em cũng có món quà tặng cho anh. Rồi, anh có thể em mở ra được không? Dạ, em đeo cho anh nha. Dạ, đây là vòng tay bình yên. Hy vọng là anh ở đâu làm gì thì bình an là trên hết. Rồi, anh cảm ơn em. Thì đây là bó hoa mà chính tay anh tự làm. Thì anh muốn gửi đây anh. Anh cảm nhận về em. Đối với anh thì em là một cô gái rất là xinh đẹp. Em cảm ơn. Và qua cách nói chuyện anh lúc đó anh cũng không tưởng tượng ra em sẽ là khuôn mặt của em, hình dáng của em sẽ như thế nào. Nhưng mà trong đầu anh tưởng tượng ra em là một cô gái rất là hoạt bát, vui vẻ và cũng có rất là có năng khiếu trong cái việc hát đấy chứ nhỉ. Yeah. Em con nít lắm á, anh chịu được không? Anh thì rất là khoái con nít cơ. Vì con nít thường nó hay bám anh nhiều lắm. Em thấy anh thì cũng chững chạc, hát cũng hay nữa anh. Em rụng tim nãy giờ rồi. Bây giờ cái chuyện hẹn hò trong tương lai như thế nào nè? Trước mắt thì em vẫn ở lại Sài Gòn. Thì không biết là những lúc anh về phép tranh thủ thì anh có lên được Sài Gòn không? Hay là anh chỉ ở dưới Cần Thơ thôi? Vì Sài Gòn ở trên này em không có mục đích để anh đến. Nhưng nếu như em đã là mục đích của anh thì anh sẽ thường xuyên về đây hơn. À, anh có tin vào tình duyên không? Anh nghĩ anh sẽ tin vào nó. Vào nó. Dạ, em là một người thiên về tâm linh. Nên em rất là tin vào cái chữ duyên, chữ nợ. Em muốn coi gì không? Coi tướng coi gì, chị kêu anh đứng lên cho em coi. Đứng lên cho cổ coi coi. Coi kỹ nha, coi hợp không? Dạ, anh nắm lại đi, em viết tên em rồi đó, anh nắm đi. Rồi, xong rồi đó. Ủa là sao? Dạ là đưa tay, đưa tên em vô trong tay anh, anh nắm luôn á chị. Là được rồi đó dạ, hả? Dạ, gieo duyên á chị. Em, bây giờ em ghi tên vào tay anh rồi á. Nhưng bây giờ anh xin phép được nhét vào trong chỗ này được không? Dạ anh nhét vô tim nha anh. Ờ nhét luôn nha. Dạ ờ, anh nhét chặt lại nha. Ờ, nhét, thôi tôi đi về luôn cho rồi. Dễ sợ. Ngày hôm nay là một kỷ niệm tuyệt vời. Thì bạn có thể làm một cái điều gì đó quyết liệt hơn một chút xíu. Thật sự anh hy vọng có thể được nói một lời rằng là cho anh được làm quen em nhé. Dạ. Xin nghĩa là có thể gặp nhau, chào nhau bằng một cái ôm. Thì hy vọng là có thể một cái ôm nhẹ nhàng nhé. Dạ được ạ. Để tay vào nút bấm các bạn. Bây giờ chúng ta đã trao nhau nhiều câu chuyện, nụ cười, ánh mắt, thậm chí một cái ôm rất chặt. Và bây giờ hãy nhắm mắt lại, kiểm tra con tim mình một lần nha các bạn. Chúng ta bấm nút nếu như tim mình rung động. Còn như tim mình chưa rung động, không cần bấm. Hãy suy nghĩ thật kỹ, lắng động lại và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Đã bấm. Chúc mừng. Đấy. Hãy xin phép mẹ của bạn nữ để được tiến hành cái thủ tục đầu tiên tại sân khấu bạn muốn hẹn hò. Dạ, cháu chào cô, gia đình. Thì cháu rất vui là hôm nay được chương trình tạo điều kiện để lên được sân khấu ngày hôm nay á. Thì cũng được quen biết em Hà. Và hy vọng rằng cô cùng người nhà có thể cho phép cháu được làm quen với lại em Hà.
anh xin đi, mẹ em khó lắm đó. Dạ, cô sẽ trả được không ạ? Đồng ý, cô đồng ý. Cảm ơn cô ạ. Đấy. Có một số tài lẻ như là đàn hát, nó có thể chơi một số loại nhạc cụ như là guitar, ukulele, piano, organ. Thì em hy vọng tìm được một người là vừa người, cao hơn mình. Tức là em hay đi giày cao gót nữa, nên hy vọng là khi mà đi giày cao gót thì bạn vẫn cao hơn em. Vẫn cao hơn, yên tâm. Dạ. Mời bạn Nam. Rồi, ngồi đi em trai. Mời bạn nữ. Rồi, mời em gái ngồi, dễ thương quá. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu về mình đi bạn. Dạ, em xin chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào bạn Nam và cùng tất cả quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em tên là Nguyễn Thủy Dung, em đến từ Lâm Đồng. Năm nay em 28 tuổi, hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Công việc chính của em là chuyên viên nhân sự ạ. Mời bạn trai. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào bạn gái bên kia. Chào quý vị khán giả. Mình tên là Nguyễn Xuân Bảo. Mình năm nay 26 tuổi. Mình là quê ở Bắc Giang, sinh và lớn lên tại Đồng Nai, đang làm việc tại quận Bình Thạnh. Em làm về gì? Em là nhân viên về kỹ thuật điện. À, kỹ thuật điện bên 26 kia. 26 tuổi làm sinh năm bao nhiêu em? Phòng nhân sự. Dạ em mùa 92 chứ. 92, em là bao nhiêu? Dạ 90 ạ. 90. Rồi, bạn nữ lớn hơn nam 2 tuổi ha. Sao thấy vậy được không? Không có vấn đề gì ạ. Em cũng thấy bình thường chị. Bình thường ha. Đó, nhất trai lớn là yêu là trai lớn 1. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh của em là em có một số tài lẻ như là đàn hát, em có thể chơi một số loại nhạc cụ như là guitar, ukulele, piano, organ. Wow. Đến với chương trình thì em cũng có chuẩn bị một bài hát dành cho đàn ukulele, ca khúc là Cô gái mét 52. Mời mọi người cùng lắng nghe. Là cô gái ôi mộng mơ, người đã khiến tôi thẫn thờ, cho tôi nhung nhớ bao nhiêu, muốn nói với em bao điều rằng tôi đã thương em nhiều. Chẳng giống mấy cô người mẫu, chẳng son phấn khoe sắc màu, chỉ cao 1m52 nhưng sao đáng yêu dịu dàng, đôi môi thắm duyên nụ cười. Thôi thì là duyên, nếu người thuận thì tôi sao. Từ chuyện mẹ cha xin đừng nên vợ chồng, thương em đời lâu nên âu sầu, nay nói ra cho hết đau đầu. Thương em đời lâu thêm màu sầu, nay nói ra cho hết hết đau đầu. Dùng quá. Cảm ơn mọi người. À, bên kia có muốn làm gì không? Thôi để đáp trả đàn gái thì bên này cũng xin hát một bài. Rồi. Bên đây cũng có đàn, bên kia cũng có đàn. Để tặng bạn gái thì mình xin hát bài Một Nhà. Rồi. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Vẫn mắt đây sang lòng lành, nhìn trời cao mây trắng trong lành. Đến hôm nay anh vẫn chưa thể tin em đã về đây với anh. Nhưng lúc đứng dưới mái trường xưa, cùng đạp xe dưới gốc cây trú mưa. Đến hôm nay ta đã chung một lối, anh không còn phải đi xa đón đưa. Ta giờ đây chung trời mây, ta cũng đón tương lai. Tay cầm tay ta cũng vui xây dựng bước đường dài. Như lời hứa anh đã nói ngày từ phút giây đầu, chúng ta sẽ về chung một nhà. Được, hai đứa hợp đó. Về kẹt lắm, xách hai cây đàn đi cũng hợp. Rồi, bây giờ mình nói về những ưu điểm, khuyết điểm của mình đi bạn trai. Em thì em có ưu điểm là vui vẻ, hòa đồng. Rồi. Nhiệt tình trong công việc. Gì nữa? Có kế hoạch trong cuộc sống. Tốt. Có tinh thần thần ham học hỏi. Ừ. Thì cái guitar này là em đi bộ đội 2 năm này em tự học thôi chứ không ai dạy cả. Em đi bộ đội 2 năm rồi. Dạ. Vậy là có thời gian rèn luyện rồi, tốt luôn. Vâng. Có khuyết điểm gì không? Về khuyết điểm thì em thì nếu mà nghe cảm làm nhiều thì em hay gọi là cáu, bằng cáu. Với lại là em không uống được rượu bia. Tốt. Hút thuốc không? Em không hút thuốc đâu chị ạ. Hay quá ha. Rồi. Có vẻ lành mạnh quá đúng không chị? Lành mạnh ha. Được. Ủa rồi. Em gái tình trường sao tình em gái? Em cũng có một mối tình thời sinh viên. Mối tình thì kéo dài được khoảng 2 đến 3 năm thì tụi em chia tay. Lý do là người bạn trai có người thứ ba. Thì từ đó đến nay thì em chưa có quen ai hết. Mấy năm luôn không có quen ai? Chắc cũng khoảng 6 năm rồi đó chị. Rồi.
Bạn trai thì sao em? Tình trường mình như thế nào? Dạ, em thì cũng có 2 mối tình rồi. Thì mối tình sâu sắc nhất là từ thời sinh viên được hơn 3 năm. Khi mà tốt nghiệp rồi thì đi làm thì tiếp xúc nhiều hơn, có nhiều thời gian dành cho nhau hơn, thì phát hiện ra là có nhiều điểm khác quá, nên là chia tay. Em chia tay cũng được hơn 2 năm rồi. 2 năm rồi. Vâng. Bây giờ thế nào là phù hợp với em? Em diễn tả thử xem. Cũng không yêu cầu cao về ngoại hình, nhưng mà cao khoảng 1m54 trở lên. 54. Vâng. Rồi dễ nhìn, hòa đồng, vui vẻ. Để anh xem coi có giống ý của em không nha. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh. Nãy giờ em trai tả thì em cảm nhận là em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Dạ, em nghĩ là đáp ứng có thể là 50% thôi anh. Ít gì nữa hả? Dạ. Là khiêm tốn mà. Tại em cao có 1m52 thôi à. Chiều cao không quan trọng, không nói lên điều gì cả. Dạ. Quan trọng là em hát hay nè, thông minh này kia là được rồi ha. Bây giờ em nói đi, em sẽ tìm một người đàn ông như thế nào nè, xem giống đàn trai bên anh không? Dạ, thì em hy vọng tìm được một người là vừa người, cao hơn mình. Tức là em hay đi giày cao gót nữa, nên hy vọng là khi mà đi giày cao gót thì bạn vẫn cao hơn em. Vẫn cao hơn, yên tâm. Dạ. Rồi gì nữa? Bạn cũng thích thể thao. Mình biết bơi lội. Biết bơi lội. Em cũng thích bơi lội đó anh. Hai đứa về bơi cùng nhau được. Thích bơi lội, leo núi chẳng hạn. Bạn Nam có thích leo núi không bạn Nam? Có, tại vì gần chỗ nhà mình thì mình có một cái chùa núi thì khá là cao. Thì mình năm nào mình cũng leo mấy lần đấy. Xa Lào đúng không bạn? Đúng rồi. Sao bạn biết? Mình cũng đi leo mấy lần rồi. Hai đứa về bơi với leo núi đi. Có cái điều gì em không thích ở người bạn trai? Em không thích sự khoe khoang chị. Khoe khoang, nổ đó. Nổ đó chị. Bao giờ thì em tiến tới hôn nhân được? Nếu như mà tìm được người phù hợp thì có thể là khoảng nửa năm đến một năm. Nửa năm đến một năm, có nghĩa là mình đã sẵn sàng tiến tới hôn nhân rồi. Vấn đề là cái người bạn trai có hợp với mình hay không thôi, đúng không? Rồi, để chị coi thử xem. Chào em. Vẫn tự tin đúng không? Cô gái lớn hơn mình 2 tuổi vẫn chinh phục được đúng không? Vâng, không có vấn đề gì ạ. Nhưng mà bây giờ cổ thì cổ nghĩ là cổ nếu mà người phù hợp là sẽ kết hôn sớm. Nhưng mà em còn trẻ, vậy em có tính tới chuyện kết hôn chưa? Thì gia đình em cũng dục lắm rồi, thì 6 tháng 1 năm là kết hôn được, cũng không có vấn đề gì cả. Nhưng mà đã có chuẩn bị gì cho hôn nhân chưa mà được? Về kinh tế thì hiện tại thì mức lương của em cũng khá là ổn rồi. Còn cái việc nếu mà cần thiết, nếu mà muốn sinh sống ở Sài Gòn thì mình có thể mua nhà Sài Gòn, cái đấy kinh tế mua được. Em nói cái mẫu của em và cô gái nó cổ đạt 50%, thì em tưởng tượng thử hình dung cô gái ngồi bên này như thế nào. Bạn nói là bạn cao 1m52 thì cái vấn đề chiều cao không quan trọng đâu bạn ơi. Cách bạn nói thì chắc là bạn cũng rất là dễ thương. Chị cũng thấy hợp lý rồi đó. Và ăn thua không biết là người thân của các bạn thì có suy nghĩ như thế nào. Hôm nay em gái đi với ai? Dạ hôm nay em đi với ba mẹ em gái và các chị đồng nghiệp. Có ba mẹ em ha. Rồi cho chị gặp ba mẹ của em nha. Rồi chào cô chú. Xin chào MC Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ. Cùng toàn thể quý khách ở trong phòng quay. Riêng bố nhận xét bạn nam bên này thì nhìn gương mặt là chững chạc. Nói chung là cũng trải qua những cái thử thách của cuộc sống rồi. Đấy, còn cái đam mê ca nhạc thì rất hợp với gia đình mình. Bố nói với Dung là mình trao cho bạn cơ hội, tức là mình đã mở cái cơ hội cho mình để mình tìm được nửa kia suốt đời của mình. Chúc hai người sẽ tiến được xa hơn. Dạ, cảm ơn chú. Dạ. Cảm ơn chú. Rồi, anh trai đi với ai? Dạ, hôm nay thì em có đi với vợ chồng anh chị gái và vợ chồng em gái và ba người bạn. Rồi, em muốn ai có ý kiến? Xin mời chị gái em ạ. Dạ, xin chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Và chào quý vị khán giả trong trường quay. Tính tình của Bảo ở nhà rất là ngoan, biết chịu khó và hòa đồng với bạn bè. Anh chị em rất là thương yêu nhau. Còn nhận xét về bạn gái bên này thì dễ thương, thật thà và thích hợp với em trai của mình. Rồi, cảm ơn gia đình. Rồi, bây giờ mở rào. Có món quà tặng bạn. Cảm ơn bạn. Mình cũng có món quà tặng bạn. Sao bạn biết mình thích đọc sách vậy? Chắc là thần giao cách cảm. Cuốn sách mình tặng bạn tên là Hạnh Phúc Là Không Chờ Đợi. Chúc bạn là sẽ có mỗi ngày là một cái ngày vui và ngập tràn trong hạnh phúc. Cảm ơn bạn. Rồi, các bạn về ngồi chỗ ngồi. Mình cảm nhận là lần đầu tiên gặp bạn của mình thấy thế nào? Em thấy bạn gái rất là dễ thương. Nói chung là ngoài sức mong đợi của em. Anh em đi, hãy tự tin lên. Nếu được thì anh muốn em là người để anh làm cho em hạnh phúc. Nói chung là khi mà nghe những cái lời của anh thì em thấy nó khá là chân thành. Và cũng em cảm nhận anh là người sống rất là tình cảm.
thì đúng như những cái gì mà em mong muốn ở một cái người mà gọi là cái nửa kia của mình. Em trai có sở thích là hôn tóc phụ nữ đúng không? Dạ đúng ạ, em rất là thích người hôn tóc nhéo mũi bạn nữ. Đâu qua làm thử là được không? Thì xin phép bạn nữ mình có được không ạ? Chắc là được. Thế nào, thấy thế nào? Bạn nữ rất là thơm. Còn nhéo mũi nữa hả? Vâng, tại vì thấy bạn nữ rất là xinh nên là em có cái ý muốn lấy đà rồi mà chưa có dịp bây giờ. Nhưng em mà tại sao vậy anh? Cái này nó giống như là một cái sở thích từ nhỏ của mình ấy. Anh cứ thấy từ nhỏ giờ em nhéo mũi ai? Mấy đứa cháu chị. Coi như đang nhéo mũi cháu đi cũng được. Không, còn đây là người đẹp. Người đẹp thì em cũng nhéo mũi mà. Thử xem. Nhéo sao gãy mũi người ta đi. Rồi bây giờ kết hợp giao lưu bản văn nghệ đi rồi chúng ta bàn tới chuyện hôn nhân nè. Tôi để em tặng bạn gái trước một bài đi. Ngày xưa anh ở bộ đội, anh học guitar là do anh nghe cái bài này. Và lúc đó thì anh nghĩ là anh sẽ đàn cho người mình yêu. Em lặng im còn anh thì ngồi ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt ngây thơ đó em hứng hở quá nên anh lo sợ bơ vơ đợi chờ đôi mắt em ngại ngùng ngó sang anh thân thờ bơ phờ đôi mắt mơ anh đã cô đôi thay để mạnh mẽ hơn vì anh sợ cô đơn nói yêu má hồng mắt cong và môi mồng rất khó vì lo trong trái tim em là có ai nhưng nếu yêu em là sai thì anh đây không cần đúng. Người yêu ơi, yêu mình anh được không? Từ giờ sau lại xua lặn nơi đây mùa đông. Là ngày ta xung vầy, con tim hao gầy. Tình yêu đông đầy, hãy để anh chứng minh cho em thấy. Người yêu ơi, yêu thì có gì sai đâu, có sai đâu. Không là anh thì là ai? Để anh đưa em về, để tình yêu mãi mê. Mà kệ người ta cười chê, bởi vì tình yêu là thế. Làm người yêu anh nhé, baby. Bây giờ mỗi người nói một câu gì đó chúng ta sẽ tiến hành bấm nút nha các bạn. Một câu thật chân mình thành. Mình nói những cái gì mình đang suy nghĩ đi. Anh không hứa mang cho em sự giàu sang, mang em đi khắp thế gian này. Nhưng mà anh nghĩ là anh có thể mang lại hạnh phúc cho em. Cảm ơn anh. Bây giờ cái đó là cái câu cũng quen thuộc lắm rồi. Đã. Em nói thật trái tim mình bây giờ hiện nay trái tim thế nào và em đang suy nghĩ về người đối diện. Thật sự là anh gặp em là anh thấy ngoài sự mong đợi nhiều. Nên là anh không biết nói gì. Anh rung, anh không nói được. Giờ tim em thế nào? Em gọi là không tả được anh ạ. Em không biết tả sao. Đặt tay vào nút bấm hai bạn. Suy nghĩ ha. Bấm hay không là quyền của các bạn. Bấm là trao duyên nha. Bấm là chúng ta tiến xa hơn. Bấm nút chúng ta phải có trách nhiệm với điều đó. Nào, hãy bấm nút bằng trái tim. 3 2 1 hết thời gian. Chúng ta nhau đi nè. Hãy xin phép ba mẹ bạn gái. Cháu xin phép hai bác cho cháu hôn Dung một cái. Đó, bác trai gật đầu đó. Chúng các tường ế với lại em. Em đến đây tìm người yêu mà anh. Thôi có bạn cơ quan làm mai các tường luôn đi. Chào bạn. Chào anh Quyền Linh. Chị chào chị Cát Tường và chào tất cả các bạn có mặt hôm nay. Bạn tên là gì? Dạ em tên là Lương. Tên đầy đủ là Lê Văn Lương. Bao nhiêu tuổi bạn? Dạ em hiện tại là 32 tuổi. 32 làm nghề gì? Dạ em hiện tại là đang quản lý bên kinh doanh. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra phía trước. Xin mời bạn. Dạ em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh và chào tất cả các bạn. Dạ mình tên là Nguyên, năm nay 28 tuổi, làm nhân viên xuất nhập khẩu, chuyên về chứng từ. Nguyên 28 tuổi. Dạ. Ủa quê Nguyên ở đâu? Dạ em ở Sài Gòn chị. Rồi trong cơ quan rồi có nhiều bạn trai không? Cơ quan em cũng có mấy anh sale nhưng mà mấy anh đó là có gia đình có con hết rồi. Thường những cái ưu điểm của bạn là gì? Ưu điểm của em á là thích nấu ăn, thích làm bánh, em hay làm bánh lắm. Ngon không? Dạ cũng ăn được. Bánh gì? Dạ em làm cheesecake, làm bánh lăng rồi rau câu rồi nhiều loại bánh đó chị.
Cái này được đó anh à? Dạ, cứ cuối tuần là vô bếp làm bánh thôi chứ không có đi hẹn hò. À, thì bây giờ vừa làm bánh vừa hẹn hò. Dạ, chắc cho ảnh làm chục bánh. Anh Lương ơi, có thích ăn bánh không? Dạ, em thích lắm chị ạ. Nãy bạn nói là bạn quản lý kinh doanh. Dạ. Cụ thể là việc gì? Thì hiện tại thì quản lý kiêm giám đốc chi nhánh của công ty dược Covid. Thế còn Nguyên thì nãy là mình giới thiệu cái mặt mạnh của ha, còn những nhược điểm của mình. Em là cũng có hơi nóng tính, với là em cũng hơi thẳng quá, cái gì em cũng muốn rõ ràng hết chứ không có lưỡng lờ con cá vàng. Nhưng mà duyên dáng như vậy, mình đã có người yêu chưa? Dạ, em cũng có hai mối tình rồi chị, nhưng mà cũng chia tay cũng lâu rồi. Lâu là bao lâu? Dạ chắc cũng khoảng 2-3 năm rồi đó chị. Bên kia có hai mối tình, bên đây có mấy mối tình? Dạ em thì có hai mối tình ạ. Cũng hai mối tình luôn. Dạ. Chia tay cách nay bao nhiêu lâu rồi? Dạ cũng được 2 năm rồi anh ạ. Cũng 2 năm rồi. Lý do tại sao chia tay? Do là cái tính cách không chưa được hợp nhau, và cái là khác đạo nữa nên là. À vậy. Vậy theo bạn người nào mới hợp ý của bạn? Em thì cũng đơn giản lắm. Người cao 1m6 trở lên. Cao 1m6 trở lên. Thân hình cân đối một chút. Rồi. Biết chia sẻ, biết lắng nghe, biết vun đắp trong gia đình. Ở bên đây Nguyên muốn hỏi anh mà nãy giờ không dám hỏi là Lương là quê ở đâu? Em là quê ở Thanh Hóa đó. À, lấy vợ về xong rồi đưa đi về Thanh Hóa hả? Ở nào nó phát triển tốt thì mình ở. Vậy về quê vợ ở được không? Dạ chắc là không được ạ. Lý do tại sao? Giống như mình mà ở đó thì nó có gò bó. Gò bó không có gì, ai gò bó bạn? Nhưng nó không được thoải mái, nhưng mà mình tự do ở. Ủa mà anh ơi, bây giờ em ở Sài Gòn rồi sao anh? Sài Gòn thì anh thích rồi em ạ. Vậy sao anh không thích được ở quê vợ? Anh đang hiểu anh Quỳnh Linh nói là quê vợ là hiểu nhầm sang là ở nhà vợ. Vậy anh có nhà chưa? Dạ chưa chị ơi. Trời, anh không có nhà rồi, anh không ở nhà vợ nữa, vợ ở nhà nào? Hiện tại thì mình cứ thuê ở nào đấy rồi mình ở tạm đi. Cái gì mà anh không thích về người phụ nữ? Không thích xăm hình nè, nhuộm tóc nè, không thích cái tính giống như một cái chuyện đó mà nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Rồi cam đạm á, phụ nữ hay dạ, đúng cam đạm đó. Mệt lắm thì em vậy như đó thôi đúng không? Dạ như đó thôi. Mình thích người yêu mình làm gì cho mình? Làm bánh. Cái mẫu người đàn ông bạn thích là người như thế nào? Dạ em thích người cao hơn em khoảng 1m7. Tại vì em 1m65, không có gia trưởng, không hút thuốc và không có vũ phu đánh phụ nữ. Bạn có cái hình mẫu lý tưởng nào không? À, anh Quỳnh Linh bên bển đó chị. Thấy chưa? Thấy được chưa? Trời ơi, gì vậy? Nhìn nụ cười đó, nụ cười như hơi lên cao đó. Đó sảng khoái quá. Bạn kia bạn nói vậy rồi đó, mình thấy mình đáp ứng được khoảng bao nhiêu phần trăm? Dạ, em muốn đáp ứng được khoảng 80% đó. 80% rồi. Kìa, có người kìm tìm kìa. Dạ, chào chị. Anh cao nhiêu? Dạ, em cao 1m74 vậy đó. 1m74 là vượt chỉ tiêu rồi ha. Dạ. Mà hiện giờ là anh ở với ai? Em ở với lại ông anh ạ. Còn gia đình còn ở ngoài quê hết? Gia đình ở ngoài quê hết rồi chị. Bên đây người ta nhuộm tóc đỏ lòm mà ta mặt rất duyên dáng, có điều nhuộm tóc thì về không thích thì nhuộm đen lại thôi đúng không anh Linh? Dạ. Yeah. Đẹp mà. Tự nhiên mình có định kiến không thích nhuộm tóc là sao, phụ nữ người ta làm đẹp chuyện bình thường. Em thì dễ thay đổi lắm chị. À dạ. Thôi anh ba phải. Ủa người dễ thay đổi vậy là đâu có lập trường đâu hả anh? Khi mà mình biết cái nhuộm tóc đó thì cái ấn tượng ban đầu không tốt, nhưng mà mình có thể mình sửa được. Bây giờ lỡ người ta có xăm nơi bắt dế những cái con bướm rồi sao? Xăm là không chịu rồi. Bây giờ là không thấy, bây giờ cưới về mới thấy rồi sao? Cưới rồi mới thấy rồi, thôi xong rồi chị. Ta bỏ luôn hả? Hay là ván đã đóng thuyền rồi? Ván đóng thuyền rồi. Ván kia nay đã đóng thuyền rồi. Lát nhớ kiểm tra nhưng à, tôi thấy có rồi đó. Có không? Để anh lo cái vụ này cho. À, kiểm tra nha. Rồi anh kiểm tra luôn. Trời đất ơi, thiệt hả? Dạ. Nhờ tôi thiệt hả trời? Kiểm tra, kêu kiểm tra nha. Dạ em chào anh Quyền Linh. Ôi, nói cái đồng tiền sao mình như cái giếng vậy ông ơi. Khen qua khen lại nữa. Hết rồi, đẹp đi trời. Này có thẩm mỹ không? Dạ quét không. Lỗ rồi nghe má gì không? Dạ không, tự nhiên anh. Sao mà nhuộm tóc đỏ khe vậy? Hả? Bởi vì anh bên kia không chịu nhuộm tóc à. Về xóa đi. Thôi em thích màu này. Thí dụ giờ yêu quá rồi anh bắt phải xóa đi rồi có xóa không? Dạ không, anh yêu em thì anh yêu trọn vẹn chứ làm sao bắt em theo dạ, anh. Dạ bắt buộc anh phải kêu là xóa luôn, bỏ màu luôn thành màu đen chịu không? Màu đen thì chịu. Ôi xong rồi. Dạ không. Rồi rồi. Có xăm không? Dạ không. Có. Ông bây giờ có thì sao? Có mà chịu không chịu? À, dạ không có xăm. Không có xăm không? Dạ. Thiệt không? Thề. Trời ơi, gì chưa chân thề luôn. Thề ha. Rồi yên tâm rồi, không có xăm. Anh kiểm tra hết rồi. Dễ thương. Cái hù người ta. Nó có lỗ rồi nói. Ta chứ. Chưa gì chân thề nôn quá. Hả? Nôn quá. Nôn hả? Nôn nao rồi. Nôn nao. Bây giờ cơ quan em quản lý nhiều cô đẹp sao không quen ở cơ quan mà tới đây làm gì? Có gia đình hết rồi. Có gia đình hết hả? Dạ. Có nhóm bạn đi theo hả? Đúng rồi. Tao đi hỏi nhóm bạn coi. Chào các bạn.
Vâng, chào anh Quyền Linh ạ. Anh dây mà nó không có người yêu là sao? Vâng, thưa anh Quyền Linh, là anh Lương thì mấy năm vừa rồi là cứ mãi miết với công việc. Đây là ba bạn cùng làm một công ty. Là lính là của anh hết hả? Dạ, em là lính của anh Lương đấy ạ. Lính mà dễ gì em nói xấu sếp. Vậy hỏi chi? Đẹp trai gì mà dễ gì không có ai theo. Đừng có gì giả bộ tôi là mai xong rồi mai tự nhiên có người đánh ghen mệt lắm nha. Có người yêu cơ quan không? Dạ không anh ạ. Chắc chắn ha? Dạ chắc chắn. Bắt tay cái rồi. Dạ. Thề giống bên kia đi. Thề luôn ạ. Thề luôn. Thôi. Hai bên thề luôn rồi. Bây giờ mình kéo màn cho hai bên gặp lại nhau đi. Chứ gì đã thề. Hồi hộp chờ đợi. 1, 2, 3. Quay qua bên kia. Chào em. Đó. Em chào em. Dạ em cảm ơn anh. Dạ. Trời, hai người cao bằng nhau luôn. Thấy em xinh. Ôi, oh, má lúc đồng tiền này giống chị Cát Tường. Dạ em cảm ơn anh. Giống Cát Tường ế với lại em. Em đến đây tìm người yêu mà anh. Thôi có bạn cơ quan làm mai Cát Tường luôn đi. Anh cho em hỏi là anh có biết làm việc nhà hay nấu ăn gì không ạ? Ồ, anh biết làm. Mấy công việc đó thì anh làm được. Dạ, anh biết san sẻ công việc với vợ đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Thế anh hỏi khi mà quen nhau thì bao lâu thì em có thể là kết hôn, lập gia đình được ạ? À, em cũng lớn rồi đó, nếu như được thì mình tìm hiểu rồi khoảng vài tháng hoặc 6 tháng. Dạ, anh thích cái điểm này. Dạ, em không muốn lâu dài đâu anh, tại vì nhiều khi lâu dài con người ta hay thay đổi lắm. Ờ, vậy hả? Dạ. Thời gian ở trên này nó 2 phút thì mình không có hiểu nhau được. Thì anh cũng mong là mình có thể mình gặp ở ngoài để mình có thể hiểu nhau hơn. Chưa gì hẹn ngoài. Ai cho hẹn ngoài? Hẹn đây chưa xong. Hẹn đây chưa xong hẹn ngoài gì? Dạ. Hẹn ở đây. Mình tiếp đi. Suy nghĩ của anh về tình yêu hôn nhân sao ạ? Đó là cái sự hai người đồng cảm biết chia sẻ cho nhau. Dạ. Anh có kiểu như là anh có hay lén phén hay là giống như có người yêu rồi nhưng mà anh hay có so sánh người yêu anh với người phụ nữ khác không? Ờ, cái này thì anh không em ạ. Dạ. Dám nói có. Giờ còn 30 giây nữa. Nói một câu thiệt là ngọt ngọt, tôi nói mát như đường cát, mát như đường phèn coi. 2, 3, bắt đầu. Cái này thì mới hôm nay là cơ hội để mình quen nhau thì cái gì cũng phải từ từ đúng không ạ? Thì hôm nay thì có cơ hội rồi mình ra ngoài mình thấy là làm quen. Mình ra ngoài mình làm cái gì? Ra ngoài hoài vậy? Rồi mình tính chuyện trên đây, tỏ tình trên đây nè, làm gì đi để cô biết định cô bấm nút hay không mới có ra ngoài chứ. Hát bài đi. Hát bài đi kìa, dưới đồng nghiệp kêu hát bài kìa. Em sắp bài làm vậy nhé. Quá dữ. Làm vợ anh nhé, anh sẽ có một bờ vai thật rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em. Thôi không hát được đấy. Em đã cố gắng. Hát bài này với mấy người rồi? Dạ em làm được tin đó. Thiệt không? Thiệt luôn anh. Chắc như đinh đóng cột đó. Rồi hết thời gian. Bây giờ chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định hẹn hò hay không hẹn hò. Đó, chuẩn bị nha. Suy nghĩ thật kỹ quyết định nha. 1 2 3. Hay quá rồi. À, bạn trai hồi hộp không? Dạ em hồi hộp lắm ạ. Nếu bạn nữ không bấm thì sao? Dạ không nắm thì em buồn đó. Nãy anh đòi nắm tay đâu, giờ nắm tay thử coi. Trời. 6 tháng cưới luôn hả? Dạ đúng ạ. Được không? Dạ được. Nôn quá hả đúng không? Dạ. Tặng hai bạn một cặp vé xem phim. Đây, tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ. Chúc hai người có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống nha. Và tìm thấy được hạnh phúc cho riêng mình. Dạ, em cảm ơn anh Quyền Linh với chị Cát Tường. Rồi, hai người nắm tay đi xem phim đi. Dạ. Nắm tay dẫn đi coi phim, đúng rồi. Em thích người con gái dịu dàng, thướt tha, da trắng, má hồng. Dịu dàng, thướt tha, da trắng, má hồng. Dạ, cặp đôi đầu tiên thành công rồi. Thành công rồi, vậy là quá chúng vui rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục cặp thứ hai. Cứ thế mà tiến lên, hạ màn. Bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Em tên là gì? Em tự giới thiệu. Em tên là Bích Quyền, em năm nay 25 tuổi. Em là nhân viên kế toán, em làm ở công ty di động H5 Mobile chị. À, H5 Mobile. Rồi, mình đợi coi bạn trai mình hôm nay là ai nha. Mời bạn trai.
Dạ, em chào anh Quyền Linh ạ. Chào chị Cát Tường và chào người bạn đấy. Chào bạn. Dạ. Bên kia tên là Bích Quyền. Dạ, em tự giới thiệu, em tên là Lê Văn Trường. Em hiện tại là quê ở Thanh Hóa và hiện tại đang sinh sống và làm việc. Vậy không nghe gì trơn vậy? Nãy đi chung với anh kia hả? Dạ không. Thanh Hóa vào Thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Dạ em vừa vào hôm qua. Vào hôm qua? Cái gì? Mới qua chạy vô đây vô luôn kiếm vợ vậy đó hả? Dạ. Hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Dạ. Ở Thanh Hóa làm việc ở Hà Nội vô Thành phố Hồ Chí Minh kiếm vợ. Chứ đi xa vậy? Ủa là hôm nay vô đây là để tham gia chương trình mà muốn hẹn hò thôi hả anh ơi? Không ạ, tại vì em theo dõi chương trình rất nhiều và em thấy rất là có ý nghĩa mà em thì hiện tại chưa thể tìm được người như ý của em mong muốn. Thì em đã đăng ký tham gia chương trình nhờ chương trình tìm một cái người mà em đã gọi là liệt kê sẵn. Liệt kê hả? Đâu liệt kê? Sao? Kể nghe dù liệt kê coi. Thật là em thích những người gái miền Nam á. Thích gái miền Nam. Tại vì giọng nói rất là dễ thương. Dễ thương không? Ngào. Cỡ chị Cát Tường không? À, chị Cát Tường miền Trung ạ. Ở miền Trung hả? Em thích người con gái dịu dàng, thướt tha, da trắng, má hồng. Da trắng, má hồng? Dạ vâng. Dịu dàng, thướt tha, da trắng, má hồng. Thân hình cân đối. Quyền có thích quen với bạn trai ở miền Bắc không? Dạ không, em thích trai Sài Gòn. Tụi mày căng rồi nha. Căng rồi đó, vô là thấy câu mở đầu. Vô gặp mâu thuẫn rồi ta. Mình giới thiệu về mình trước đi. Lỡ anh cũng đi ngàn dặm xa xôi đến đây đúng không? Mình phải cho mình cơ hội để kéo màn còn tìm hiểu nữa chứ. Dạ em thì nhiệt tình, vui vẻ, nói chung là sống tình cảm. Chỉ vậy thì không có gì nữa bà. Khuyết điểm? Khuyết điểm thì em hát dở. Dở cỡ nào? Hát thử nghe nó dở cỡ nào. Dở lắm anh ơi, ai nghe cũng sợ. Kệ nó, thử anh nghe. Biết đâu cái đó ấn tượng sao? Em không thuộc bài nào anh ơi. Hát đỡ cỡ 2-3 câu cho anh Linh anh biết. Đúng rồi. Ba thương con thì con giống mẹ, mẹ thương con thì con giống ba. Thôi em hát. Trời ơi, bài đứa 3-4 tuổi hát cũng được mà em hát chưa đúng lời. Đúng rồi, em hát chưa đúng nhạc nữa. Mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ lúc trước em có quen 2 người chị. Một người lúc thời còn đi học á. Còn một người thì mới chia tay đây cũng khoảng 2 năm. Chia tay 2 năm? Dạ. Cái 2 năm nay là không có ai đeo đuổi mình sao? Như cũng có người này quen qua quen lại nhưng mà không có hợp chị. Bây giờ mình đã muốn lấy chồng chưa? Cũng muốn rồi chị. Bây giờ anh bên kia anh đầy đủ yêu cầu hết á thì mình có cho nhau một cơ hội không? Em không biết nhưng anh nói sao á. Xa đâu có sao đâu. Ta nói thương nhau mấy núi cũng trèo mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua mà xa cái gì. Nhưng mà cái mẫu người bạn thích là người như thế nào? Cho em thích nữa, em trai nè, cao khoảng 1m7 nè, vui vẻ. Bạn này cao 1m75. Nói chung là nó nhiều xíu. Nó nhiều? Dạ, em ít nói nên thích người nó nhiều. Ủa sao kỳ vậy bạn? Thương thương. Bộ qua sức lợi anh ơi. Bạn mình thì ít nói quá nè. Công việc cụ thể bạn là hàng ngày làm gì? Em hiện tại đang là kỹ sư cơ khí, em làm bên đại lý bán hàng dịch vụ cho nhà sản xuất máy, làm bên các máy móc công nghiệp. Máy móc công nghiệp? Dạ. Bạn không thích cái điểm nào ở người đàn ông? Nói chung là không thích đàn ông hút thuốc, gia trưởng, ăn mặc bê bối. Mình có cái mẫu người lý tưởng nào không? Thích Lý Hải chị. À, Lý Hải ca sĩ hả? Dạ. Thầy giống Lý Hải nè. Giống mà. Giống giống Lý Hải á. Đến chương trình có ai theo ủng hộ mình không? Dạ có em gái đi cùng. Đâu em gái em đâu? Chào em. Dạ chào chị Cát Tường với anh Quyền Linh. Em tên là gì? Dạ em tên là Xuân Tài chị. Em ruột của Quyền hả? Dạ đúng rồi chị. Thấy anh bên kia sao? Dạ thấy anh thì nói chung là cũng hiền cũng dễ thương. Cái vụ mà chị nói không có chịu ngoài người Bắc em nghĩ sao? Thấy có cứu vãn gì được mối tình này không? Em thấy quê ở đâu cũng được nhưng mà chị thích là phải lập nghiệp ở Sài Gòn. Nói chung là có nhà ở Sài Gòn để chỉ cho công việc của chị thì ở đây. Đúng giờ Hà Nội ta giàu quá rồi, giàu luôn mấy chục cái nhà luôn không ra hả? Mua Sài Gòn chi? Giờ sao ở Hà Nội sao quen anh? Ủa quen bình thường. Quen sao đi chơi anh? Thì ra Hà Nội đi chơi. Em mới đi làm. Thì bây giờ mình chỉ cưới quen cái được là mình cưới luôn. Chưa tìm hiểu sao cưới chị? Cần cái gì tìm hiểu gì nữa? Bà là bà khó dễ sợ luôn vậy đó. Phải khó anh. Hả? Ủa giờ yêu nhau trong đây mà anh về Hà Nội là đám cưới đi không? Thì tại yêu thì trong đây bắt buộc ra ngoài. Còn giờ chưa yêu mà anh ở ngoài nữa. À sao? Vậy là hiểu rồi. Ngại thời gian hẹn hò mới có đi. Ngại hẹn hò thôi đúng không? Tức là yêu trong đây nếu mà chịu đồng ý đám cưới xong là ra ngoài ở được cái gì thì cái đó để suy nghĩ lại. Khó quá trời khó luôn thiệt. Thì bây giờ ông ấy để chị thương lượng coi, giờ mỗi tuần là từng ảnh vô thăm em, từng em ra thăm ảnh, thăm qua thăm lại khoảng chục lần đám cưới luôn rồi ra ngoài ở quản lý làm việc ở ngoài. Bây giờ để hỏi coi có tiền đám cưới không nè. Dạ chào chị. Sao em giờ công việc ngoài kia ổn định lắm hả? Dạ vâng thì em cũng khá ổn định ngoài rồi. Khá ổn định ngoài xong ở ngoài kiếm vợ luôn đi rồi vô đây làm chi được. Thì em gọi là thích người Việt Nam thích, mà. Nhưng mà em chưa bao giờ có cơ hội gặp người Sài Gòn. Ừ nghe em cũng hay công tác ở Sài Gòn nhưng mà em cũng chưa thể gặp được. Đó rồi bây giờ nhà chị đưa ý kiến cái vụ hẹn hò vậy đó. Nếu mà em thấy cũng hợp thì nếu hai người thấy hợp thì em sẽ cố gắng là một tháng làm một lần. Tháng làm một lần. Hoặc là họ có thể rồi lại đổi lại người đó thì ra Hà Nội.
Rồi thí dụ như giờ đem cổ ra ngoài có tìm được việc đồ gì cho cổ làm không, hay là cổ ra ngoài là cổ làm cái gì? Việc thì trước tiên thì tùy theo khả năng của mình tìm, còn không thì người phụ nữ mà không sao cả. Ở nhà chồng nuôi? À, vâng, không sao có cả. Nhà chưa? Dạ em thì hiện tại chưa, nhưng mà trước khi cưới vợ thì em cũng mong muốn mua một căn nhà nhỏ. Mà muốn khi nào cưới? Thí dụ giờ được cũng lẽ đi ra đi vô hoài. Em thì xác định thì em muốn tầm tuổi 29 tuổi. 3 năm nữa không lẽ giờ quen nhau 3 năm mà một tháng đi vô một lần tìm máy bay sao chịu nổi? Dạ không sao. Không sao? Dạ. Cái hình mẫu lý tưởng nào mà bạn thích á, ví dụ như hình mẫu lý tưởng giống ai thích thì giống diễn viên Nguyệt Ánh. Nguyệt Ánh? Nguyệt Ánh. Cũng giống lắm á, giống. Nhưng mà giống là giống lý tưởng cho vui thôi chứ mỗi người một nét không có so sánh được. Giống y chang Nguyệt Ánh, y chang có mái tóc. Chị thấy rất là có thành ý. Em nghe nãy giờ em nghe là chị đâu cần nói lại đúng không? Chúng ta sẽ kéo màn lên ha, để cho cô ấy gặp đi. Kéo màn. Mỗi tháng vô một lần 3 năm cưới luôn, có nhà trước khi cưới đàng hoàng nha. Mỗi tháng vô 3 năm vô liên tục vậy bán nhà luôn á. Chuẩn bị. Mời hai bạn. Chào. Chào bạn. Tặng rượu. Cảm ơn. Dạ em cảm ơn. Thấy ta chu đáo chưa? Hoa mà để vô cái hộp, mình để giữ cái hộp luôn đi. Bỏ hoa vô cái hộp mới đẹp. Tặng cô khác là không có hoa, tặng cô khác nữa. Cái hộp đẹp hơn hoa. Em soạn cái hộp đẹp vậy mà tới hồi em tặng thì em lại lấy ra để cái hộp lại. Dạ em không biết thì em nghĩ là tặng phải tặng hoa thôi. Ý không phải hoa thiệt. À không hoa thiệt, hoa sáp. Hoa sáp là hoa là sao? Em cũng không biết. Em đẹp quá, hoa sáp. Cảm ơn nha. Vô nhiên, của người ta. Vô vô. Hả trời ơi, thấy đẹp quá đừng lấy luôn. Quá đẹp. Anh nói với em nghe nha, chưa thấy chàng trai nào mà chuẩn bị kỹ lưỡng gì đó. Mua mà không mua hoa thiệt, mua hoa sáp á, sợ héo đó. Là tình yêu nó không bao giờ phai mờ theo cái hoa sáp này, để ngàn năm nó cũng hư nữa. Là kỹ lắm á. Anh thiệt, anh là anh gái anh chọn liền luôn á. Rồi, 2 phút tâm sự. Thế lúc nãy có nói chuyện là em không thích ở xa. Hiện tại thì anh đang ở Hà Nội. Thì Sài Gòn thì anh chỉ là công tác thôi. Đâu mà mình đồng ý á, thì anh sẽ vào 1 tháng làm 1 lần. 1 tháng nhau rồi. 1 tháng thôi, tại vì anh ngoài Hà Nội cũng khá là bận. Dạ. Yeah. Nói chung tại anh ở xa quá, mình tìm hiểu thì nó cũng khó lắm. Nếu mà hôm nay, nếu mà em tạo cho chúng ta một cơ hội, thì anh nghĩ là ngày hôm nay sẽ rất là khó quên. Dạ. Quan điểm của anh về hôn nhân á, gia đình là như thế nào? Anh chỉ thích người chung thủy thôi. Anh không thích người phụ nữ mà chung thủy, mắt đưa tình. Cái đó thì em không có, nhưng mà em thấy anh nãy yêu cầu của anh cũng cao lắm. Đâu cao gì không? Biết có em có đạt yêu cầu không? Anh nhìn thấy em có mắt rất đẹp và mũi rất đẹp. Dạ, cảm ơn anh. Nhưng chưa thấy ai nhiều chuyện bằng hai ông bà này. Nói chuyện đứng cứ nhìn hoài. Thì thích thú người mà sợ cũng không anh chọn tí. Anh có sở thích gì không? Anh có sở thích à? Sở thích là đá bóng, rồi hát hò, rồi đi du lịch. Em hát dở lắm anh. Anh thì thích giọng Sài Gòn với miền Trung, cho nên anh rất thích những ca khúc mang giai điệu trữ tình. Thôi hát đi, hát tặng đoạn đi em. Hát tặng đoạn luôn. Gặp nhau cái thuở ban đầu, áo sắn áo ở sắn mà em mặc một màu thiêng thanh, rằng em đẹp tựa trong chăn mà trong đôi mắt duyên lành của nửa đôi. Bữa sau em mặc áo vàng, áo em áo nhiêu đó thôi, nhiêu đó để tiếc, nhiêu đó thôi. Hay. Hay hơn cháu ba nãy nhiều. Không biết tại sao anh có sở thích là rất thích người miền Trung và miền Nam. Sao kể sao anh thích người Hà Nội? Tại vì ở Hà Nội anh cũng có quen, nhưng mà anh không thấy hợp, cho nên là anh cũng không muốn làm khổ người ta, cho nên là anh cũng không muốn đồng ý. Bỏ cái vụ ngoài Bắc ra đi. Bây giờ em cảm nhận bạn trai này như thế nào? Về vùng miền thì bỏ qua, còn mọi thứ em thấy anh cũng ok. Quá ok chứ. Lấy nhau mà anh muốn em sinh cho anh mấy đứa? Thì anh muốn mấy đứa? Thì anh thì quan điểm hiện đại chỉ cần 2 thôi. Chỉ 2 là đủ. Em rất nhiều con. Nhiều thì vô tư thôi. Sao? Thí dụ mai mốt em theo ảnh ra ngoài lập nghiệp luôn, hỏi ảnh bao lâu cho anh em về thăm nhà 1 lần. Thí dụ vậy. Ủa, thoải mái. Nhưng mà vấn đề có đủ chi phí đi hoài không? Thì tất nhiên thì đã nói thì mình phải thực hiện được. Dạ ok. Có lấy nhau sớm hơn được không? 3 năm đi tốn tiền tới máy bay lắm. Đấy tụi em gia đình anh thì là mẹ, bố mẹ anh cũng dục, tại vì anh còn trưởng. Bây giờ em nói một câu gì chinh phục cổ cuối cùng, mà suy nghĩ 30 giây. Suy nghĩ nha. Nói sao để cô bấm nút á. Nói sao cô bấm nút nè. Suy nghĩ đi, bắt đầu. Anh yêu cầu ấn tượng về mặt ngoài trước. Thì anh nghĩ là nếu mà tạo điều kiện cho nhau cơ hội, nghĩa là không lo khoảng cách xa, nghĩa mình có thể đi được,
thì hôm nay nếu mà em đồng ý, em nay không bao giờ anh quên, thì anh sẽ bấm nút. Rồi tới em nói đi. Em hả? Chút nữa anh biết kết quả. Rồi hết thời gian. Thời gian dành cho hai bạn chỉ có trong 3 tiếng đếm thôi. 3 2 1 Cảm giác anh em bây giờ như thế nào? Em rất là vui em gặp người. Đó, nhìn cũng giống người ảnh. Có mặt nhỏ dễ thương. Em rất là thế còn Quyền, Quyền cảm giác như thế nào? Chừng thấy anh cũng đẹp trai. Thì là được rồi. Mình nắm tay nhau cái đi. Nó tình cảm ta đi xa. Ôi, lắm đó. Nắm vậy. Nắm chứ đâu phải bắt đâu mà. Nắm tay chặt tay nhau coi. Hai, nãy giờ tôi lo thiệt, lo muốn chết luôn vậy đó. Bạn đi đi tỏ tình mà tôi lo giùm á, thật sự. Tôi rất là thích. Anh nói thiệt với em nha, đây là chàng trai rất là bản lĩnh. Anh thấy tính của anh ấy là vững vàng đấy, lập trường chắc đấy. Nói thiệt với em, ai mà tỏ tình với chị mà ở xa mà nói mỗi tháng anh vô thăm em một lần là chị đồng ý liền luôn. Chị nãy giờ chị cứ lo em không có nhấn nút. Anh nhớ một câu này nè, là nếu như em đồng ý nhấn nút thì ngày này anh sẽ không bao giờ quên tặng cặp vé dành cho hai bạn. À, gửi cho hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Chúc hai bạn được nhiều niềm vui trong cuộc sống nha. Dạ, dạ. Cảm ơn chị. Xin phiếu liền cho chị. Đừng rời xa nhau.